Nào. Hello, xin chào các bạn. Thì mấy hôm trước thì mình có làm, Ben với cả cậu Dũng có làm một vài video về dự đoán kết quả cho bò ăn để xem đội nào thắng và đội nào thua. Thì hôm trước thì là con bò, tập đầu tiên thì con bò nó là ăn của Ai Cập, Ả Rập Saudi. Nhưng mà kết cục thì Nga lại thắng Mexico là nhè 5-0. Còn trận Uruguay thì con bò nó đã ăn Uruguay và kết cục Uruguay thắng bao nhiêu nhỉ? Hình như là 1-0. Nhưng mà mình hôm nay thì mình sẽ không thể đi quay động vật được, bởi vì là ở chỗ mình là đang mưa khá là to. Thế bây giờ mình sẽ ngồi ở nhà và quay clip dự đoán xem là bên nào sẽ thắng. Đây sẽ là dự đoán kết quả của trận Đức và Mexico. Thì hôm nay mưa nên là mình sẽ không thể cho các loài động vật ăn và để cho các loài động vật đến dự đoán kết quả được. Thì hôm nay anh em mình sẽ ngồi dự đoán luôn. Thì theo ý kiến riêng của mình thì mình rất thích đội Đức. Còn Ben thì Ben thích rồi nào? Đỏ. Đội gì đó? Đỏ. Đỏ là rắn. Đức với cả Mexico có đội nào màu đỏ không? Có. Ben thích đội trắng. Trắng là Đức rồi. Thì bên này sẽ là Đức, bên kia sẽ là Mexico. Thì hôm nay mình sẽ dự đoán là Đức sẽ thắng 1-0 hoặc là hòa 1-1. Mình sẽ có hai dự đoán 1-0 hoặc 1-1. Còn Ben thì sao? Nè, màu xanh. Nhá. Ben dự đoán kết quả ấy, tỷ số Đức thắng 2-0. Mình thì mình không nghĩ thế, bởi vì Mexico không phải là một đội dễ ăn. Nó không thơm ngon bổ rẻ đâu, mà nó là thơm ngon nhưng mà nó lại không bổ rẻ một tí nào. Ở Mexico rất thơm ngon như kiểu, nhưng mà lại thơm ngon bằng một kiểu khác, là kiểu quả mít ở bên trong có gai chứ không phải ở bên ngoài. Cho nên là ăn gai ở bên trong thì rất khó. Còn mình thấy thì Đức có thể là Đức sẽ ăn Mexico một cách thơm ngon bổ rẻ mút rồi chùn. Có thể như thế, hoặc là Mexico sẽ đảo ngược tình thế ở những phút cuối cùng chăng. Ví dụ như Iran nhờ một pha đánh đầu của tiền đạo số 20 bên Müller thì anh đã có được một tấm vé 3 điểm vào bên trong. Nói về tổng hợp thì đội Đức vẫn là đội được đánh giá cao hơn, bởi vì nó có rất nhiều ngôi sao như Müller, Özil thì các kiểu đủ thể loại. Còn Mexico thì toàn mấy cầu thủ vô danh ăn bọ. Mình thì mình chả biết cầu thủ bên nào Mexico, nó khá vô danh. Nhờ Mexico một Chicharito quên mất, mình lại quên mất cái tên đấy. Thì nói về tổng quát thì đội hình của Đức vẫn là một đội hình ngon nghẻ, bổ rẻ và khó ăn hơn là đội hình của Mexico. Mọi người bây giờ vẫn đang đánh giá là Đức có tỷ lệ thắng cao hơn Mexico hoặc là sẽ hòa, bởi vì Mexico có ít cầu thủ khỏe được đánh giá cao, còn ở Đức thì có nhiều ngôi sao đại loại như là Neuer của Đức đúng không nhỉ? Có thủ môn Neuer, thủ môn mà được gọi là thủ môn trong những thủ môn bá cháy nhất hành tinh. Tổng kết lại thì mình sẽ dự kiến kết quả là bao nhiêu hả bé? Anh sắp thế sắp dự kiến là 2-1. Đức sẽ thắng với tỷ số 2-1. Một bàn cho Özil và một bàn cho thằng quỷ nào đó. Còn Ben thì sao? Không biết. Còn bên Mexico thì mình sẽ dự đoán theo cái hạt giống gì mà mình vừa nói nhỉ? Hạt đậu nhỏ. Hạt đậu nhỏ. Chicharito, một bàn của Chicharito bằng một pha đánh đầu này. Các bạn hãy cùng mình chờ xem là mình dự đoán có đúng không ở kết quả trận đấu Mexico và Đức nhé. Bye bye. Vào 22 này. Vào lúc 10 giờ tối nay. Xin chào, hẹn gặp lại vào lúc đó. Bye bye.